Alo, xin chào tất cả anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình săn hũ thần tài anh em ạ. Vốn hiện tại thì đang có khoảng 35 mét. Mình cược với cái mức là 20k nhân với 25 dòng thì sẽ ra tổng cược là 500k. Với cái mức cược như thế này á thì chủ yếu là săn big win thôi anh em ạ. Hiện tại thì jackpot nó đang có khoảng gần 11 củ, mình cũng không không cần để ý lắm nhá, bởi vì cược mức lớn này chủ yếu săn big win thôi anh em. Rồi bắt đầu chiến này. Để xem này may mắn hay không. Tại đầu tiên làm 100k nhẹ nhàng, rồi 960k. Đó, cứ đều đều như này cũng được này. Để chờ big win anh em ạ. Với cái tựa game quay hũ á, thì thường thường mình săn chủ yếu là big win anh em ạ. Đây hai củ tư này đó, vốn ổn định thì săn big win sẽ hay hơn là săn jackpot. Jackpot thì nó sẽ khó trúng hơn, nhưng mà jackpot chỉ có hợp với những em mà vốn nhỏ nhỏ, anh em gọi là em quay anh em săn thì sẽ hợp lý hơn. Còn vốn lớn thì nên săn big win anh em ạ, big win bởi vì có nhiều quả big win sẽ rất là khủng. Để xem hôm nay liều ăn nhiều xem liệu có được không nhá. Chưa thấy có quả nào lớn nhỉ, được phát hai củ tư là lớn thôi anh em ạ. Nói chung là mới vài phát đầu tiên cũng không biết biết thế nào được đâu anh em. Rồi củ 7 này. 600k. Để xem hôm nay liệu có may mắn hay không nhá. Hũ này thì nó không có big win lớn như là cái hũ Tây Du Ký hoặc là cái mấy cái hũ siêu nhân kia, nhưng mà nó lại ăn đều anh em ạ. Đó, cứ đều đều vài trăm k. Cái tỷ lệ mà gãy thì sẽ rất là ít, nhưng mà để mà ăn lớn thì cũng cũng không bằng cái hũ kia. Nói chung là hũ nào nó cũng có điểm nó có nhược điểm và ưu điểm anh em ạ. Hũ nào cũng vậy, vẫn có nhược điểm và ưu điểm. Hai củ này. Một củ hai. Và cứ đều đều cũng được. Mẹ xịt thông rồi. 800k. Đó, nó mà cứ đều đều vài trăm k thì cái tỷ lệ mà gãy sẽ rất là ít, chủ yếu là săn cái big win thôi anh em ạ. Rồi được 3 lượt quay miễn phí à. Ba lượt quay miễn phí thì lại không kiếm được nhờ. Được 380k vãi. Chưa đủ một vé. Chưa có hiện tượng gì nhỉ. Làm quả big win ra nào. Chưa được quả big win là lớn anh em ạ. Được có bao nhiêu, hơn hai củ là căng. Một củ 8 này. Vẫn chưa thấy có hiện tượng gì đâu. Một củ 6 chưa có big win nhờ.
Quay một lúc nữa mà không thấy có hiện tượng gì là đi soi cầu tài xỉu anh em ạ. Mình thường thường săn hũ á, chỉ săn khoảng tầm độ chục phút thôi. Đó, nếu mà không kiếm ăn được gì là đi soi cầu tài xỉu anh em ạ. Nói chung quay hũ này phải kiên trì. Chưa có gì. Chưa thấy gì luôn nhỉ. Hũ này thì nó sẽ không có big win lớn như mấy cái hũ kia, mấy cái hũ mà tơ dầu ký á, hoặc là cái mấy cái hũ siêu nhân kia á, mình quay cực 500k này, nếu mà nổ nổ big win nó tầm khoảng tầm độ 30 củ là chuyện bình thường anh em ạ. Mà cái hũ này thì big win nó không lớn, nó không lớn nhưng mà nó lại ăn liên tọi, gọi là ăn vài trăm k liên tọi, 1,5 củ à. Rồi bon ớt à, để xem bon ớt này xem nào, 100k đồ bon ớt cùi bắp nhờ, vãi thật, bon ớt được 240k, 1 củ này, củ 6 này, không có gì rồi. Rồi đi soi cầu tài xỉu xem nào anh em ạ. Đủ cầu thuận đẹp thế nhờ, mấy quả cầu thuận đẹp thực sự luôn anh em ạ. Làm chục củ nha, riêng mà săn hũ mà gặp cầu đẹp là phải chiến luôn anh em ạ. Rồi hũ không kiếm được thì lại đi kiếm tài xỉu thôi anh em ạ. MD5 thì đang có cầu dạng cầu 321 rồi, cứ bắt quả tài ở trên cái bàn rồng xanh xem nào đã. Xem hút được không đây. Đồ nổ hũ không? Méo nổ hũ anh em ạ. Tài 18 mà không nổ hũ, vãi thật sự luôn. Cầu đẹp nhờ. Rồi tới này tiếp tục tài đi. Làm 6 mét nhá. Ok lô. Riêng hũ mà không kiếm được thì lại phải đi săn, gọi là tài xỉu anh em ạ. Để xem tình hình hôm nay xem kiếm được hay không. Cầu mà nó đẹp anh em ạ, kiếm rất là nhanh. Vừa rồi nếu mà ăn quả hũ ấy lại ngon nhờ. Hũ tài xỉu này nhiều khi nó lên cả vài chục tỏi mà săn được cái quả hũ á. Mua gọi là siêu xe ngay anh em ạ. Để xem tình hình thế nào nhá. Quả này ăn phát là chốt luôn này. Rồi, húp này, nói chung là vừa hũ vừa tài xỉu kiếm 15 củ của anh em ạ. Ok nghỉ nhá. Anh em thấy video hay cho mình xin một like, một follow ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Chào tạm biệt anh em.